Có phải bạn đang nghĩ là tóc layer vẽ rất là khó và không thể nào vẽ được một trong 1-2 ngày thì hãy cùng coi tôi vẽ như thế nào nha. Ok, với bạn bắt đầu vào bàn và chuẩn bị cho tôi tờ giấy và cái bút chì. Ta-da! Bút nào cũng được hết á. Và tập vẽ tóc layer thì các bạn chỉ cần là pin rod và gel layer hair giống như tôi nè. Và tôi đã tìm được cái mẫu chị này. Tôi sẽ chuẩn bị vẽ cho các bạn. Và đầu tiên thì chúng ta phải vẽ một cái khuôn mặt trước cho nó để vẽ bộ tóc vô sau. Vẽ khuôn mặt chị này thì cũng rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần quan sát ngũ quan các thứ. Và nếu bạn nào mà không biết vẽ thì có thể comment xuống dưới hoặc là coi những video cũ của tôi đã chỉ rồi đó. Kế đến khi đã hoàn thiện khuôn mặt thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo tóc. Và đầu tiên tôi sẽ xác định được cái đường chén bằng cách là nó dài hơn mắt và lông mày và giống lên trên để có được cái khoảng cách chén và lông mày nha. Và các bạn cũng bắt đầu là xác định cả da đầu luôn để có thể vẽ bộ tóc mà không phải là bị hụt vô. Tiếp tới tôi sẽ bắt đầu phát cái mái, và cái mái là cái điểm nhấn của cái bộ tóc layer. Thì mái giữa tôi sẽ vẽ ngắn và ở hai bên là tôi sẽ chỉ ra đường cong như thế này. Các cái đường uốn này các bạn chỉ cần cong lên và vòng xuống là các bạn có thể vẽ được một cái đường rồi đó. Chúng ta chỉ cần lưu ý là tóc layer thì có rất là nhiều tầng và tôi đã kể các cái tầng ở đây, các bạn có thể coi và tham khảo cái độ dài của tầng vì đây cũng là một bộ tóc layer dài nữa. Và sau khi đã phát xương xương được các cái tầng của bộ tóc rồi thì chúng ta chỉ cần xóa những cái không cần thiết và đồ lên thôi. Và cái bước đồ lên này thì để cho nó không bị rối thì các bạn có thể đồ ở ngoài trước, các cái đường mà ở ngoài rìa của bộ tóc trước á. Và đồ xương xương thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ tô đậm ở cái phần tóc ở dưới cùng, là cái tóc ở đằng trong mà nó chưa chỉa ra ngoài. Rồi tiếp tục là đồ lên trên và hoàn thành bộ tóc thôi. Sau cùng chúng ta sẽ hoàn thiện một cái nhân vật của chúng ta và đã có được một nhân vật với bộ tóc layer rồi nè. Và các bạn có thể nhìn rõ là cái bộ tóc này có các cái tầng khác nhau như hồi nãy tôi vừa chỉa ra. Các bạn chỉ cần nhớ tới các cái tầng này là có thể vẽ được tóc layer rồi. Ok, và còn kiểu tóc nào khó mà các bạn không vẽ được nữa thì hãy cùng comment xuống dưới để tôi có thể coi tham khảo và có thể là ra video cho các bạn coi nha. Và mình là Baby Dễ, hẹn gặp lại nhé.